Trong thời gian mang thai, mẹ bầu có nguy cơ đối mặt với không ít các tình trạng y tế nguy hiểm, trong đó có tiền sản giật. Việc nhận biết các dấu hiệu tiền sản giật kịp thời giúp mẹ bầu có thể hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xấu. Các dấu hiệu như sau. 1. Sưng ở mặt hoặc tay. Trong thời gian mang thai, nếu mẹ bầu bị sưng ở mặt, đặc biệt là quanh mắt hoặc tay thì cần hết sức lưu tâm. Đây có thể là biểu hiện của tiền sản giật. 2. Tăng cân nhanh. Trong thời gian bầu bí, mức độ tăng cân của các mẹ bầu sẽ diễn ra tương đối chậm và đều. Thế nên nếu nhận thấy mình tăng cân quá nhanh mà không có nguyên do cụ thể, hãy đến bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám và đánh giá tình hình. 3. Xuất hiện cơn đau đầu dai dẳng. Thực tế là có không ít bà bầu bị đau đầu khi mang thai, một số người bị đau đầu thường xuyên hơn so với người khác. Trong trường hợp bạn bị một cơn đau đầu tấn công và đã uống thuốc giảm đau nhưng không thấy bớt, đừng chần chừ gì nữa mà hãy đến bệnh viện ngay vì đây là triệu chứng tiền sản giật rất phổ biến. 4. Tầm nhìn thay đổi hoặc mất thị lực. Tầm nhìn thay đổi và mất thị lực là dấu hiệu tiền sản giật không nên bỏ qua. Do đó, nếu mẹ bầu bỗng dưng nhận thấy mình bị hoa mắt hay nhận thấy có các đốm sáng trong tầm nhìn hoặc bị mất thị lực, hãy thông báo cho người thân biết để được đưa đến bệnh viện ngay. 5. Buồn nôn và nôn mửa đột ngột. Nếu bạn đã trải qua giai đoạn nghén và đã hết nôn ói nhưng lại bỗng có cảm giác buồn nôn hay nôn mửa thì nên chú ý. Buồn nôn và nôn mửa đột ngột có thể là dấu hiệu tiền sản giật khi mang thai. 6. Đau bụng trên. Bạn có cảm giác bị đau bụng trên nhưng nguyên nhân không phải do ợ nóng, càng không phải là do bé cưng chòi đạp. Hãy lưu ý vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tiền sản giật. Hãy đến bệnh viện nếu cơn đau không thuyên giảm trong thời gian ngắn. 7. Khó thở. Nếu bạn bỗng dưng thở hổn hển, cảm thấy khó thở, thở hụt hơi, hãy đến bệnh viện để được chăm sóc kịp thời. Việc bỗng dưng khó thở có thể là một biểu hiện tiền sản giật. Do đó, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có một trong các dấu hiệu tiền sản giật kể trên để họ lên phương án giúp phòng ngừa biến chứng cho bạn. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh.